Mỹ không có kế hoạch triển khai binh sĩ đến Ukraine, tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra hôm qua. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, chính quyền Tổng thống Biden phản đối bất kỳ ý tưởng nào về việc triển khai quân đến Ukraine. Gần 600.000 người, tương đương khoảng 1/4 dân số ở dải Gaza, đang phải đối mặt với nạn đói. Những nhân sự công nghệ không có chuyên môn về AI đứng trước nguy cơ mất việc. Thưa quý vị, Mỹ không có kế hoạch triển khai binh sĩ đến Ukraine, tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra hôm qua. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, chính quyền Tổng thống Biden phản đối bất kỳ ý tưởng nào về việc triển khai quân đến Ukraine. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg và các nước Đông Âu thuộc nhóm Visegrad gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary cũng đưa ra những tuyên bố tương tự. Nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc cũng kêu gọi thúc đẩy đàm phán hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Các tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng các nước châu Âu sẽ đưa quân đến quốc gia đang có xung đột với Nga này. Ít nhất 576.000 người, tương đương với 1/4 dân số ở dải Gaza, đang phải đối mặt với nạn đói. Đây là thông tin từ Chương trình Lương thực Thế giới tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về an ninh lương thực và cứu trợ nhân đạo cho dải Gaza. Theo giới chức của Liên Hợp Quốc, hầu như toàn bộ 2,2 triệu người tại dải Gaza cần được cứu trợ lương thực. Đặc biệt, tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng ở khu vực này đang ở mức nghiêm trọng nhất trên thế giới. Với tỷ lệ cứ 6 trẻ em dưới 2 tuổi thì lại có một em suy dinh dưỡng cấp tính. Tại cuộc họp, đại diện các nước đã lên tiếng kêu gọi Israel giảm xung đột, tiếp tục mở cửa các cửa khẩu biên giới để đảm bảo hàng viện trợ có thể di chuyển an toàn tới Gaza. Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ công bố hỗ trợ nhân đạo bổ sung 53 triệu đô la Mỹ cho người dân Palestine bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Gaza và bờ Tây. Như vậy, tổng số tiền tài trợ cho Palestine được chính phủ Mỹ công bố kể từ ngày tháng 10 của năm ngoái đến nay là hơn 180 triệu đô la Mỹ. Lực lượng vũ trang Ấn Độ và Nhật Bản ngày hôm qua đã tập trận chung mang tên Người bảo vệ Dharma tại bang Rajasthan của Ấn Độ. Đây là cuộc tập trận thường niên được Nhật Bản và Ấn Độ tổ chức luân phiên nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự giữa hai nước cũng như củng cố năng lực hoạt động chung ở các khu vực bán đô thị. Năm nay thì đánh dấu lần thứ 5 cuộc tập trận được tiến hành. Theo kế hoạch thì cuộc tập trận năm nay sẽ bao gồm nhiều hoạt động, trong đó có thiết lập một căn cứ điều hành tạm thời, thu thập thông tin tình báo, thiết lập các trạm kiểm tra phương tiện di động, thực hiện các hoạt động phong tỏa và tìm kiếm tại một ngôi làng. Đây là cơ hội để Ấn Độ phô diễn các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự, cho thấy năng lực sản xuất thiết bị quốc phòng ngày càng tăng của nước này. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 2 tuần và kết thúc vào ngày 9 tháng 3 tới đây. Số liệu từ cơ quan phụ trách vấn đề tị nạn của Liên minh châu Âu công bố ngày hôm nay cho biết, số đơn xin tị nạn ở Liên minh châu Âu đã tăng 18% lên hơn 1,14 triệu người trong năm 2023. Đây là mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng di cư năm 2015-2016. Số đơn xin tị nạn năm 2023 được coi là mức kỷ lục trong bối cảnh 4,4 triệu người Ukraine đã tìm nơi lánh nạn tại các nước thuộc Liên minh châu Âu mà không cần phải nộp đơn chính thức. EU đã thắt chặt biên giới bên ngoài và luật tị nạn kể từ cuộc khủng hoảng di cư 2015-2016, đồng thời đạt được các thỏa thuận ở Trung Đông và Bắc Phi để thu hút nhiều người ở lại đó hơn. Tháng 12 năm ngoái, khối cũng đã đạt được thỏa thuận nhằm chia sẻ chi phí và công việc tiếp nhận người di cư một cách đồng đều hơn và hạn chế số lượng người đến. Bộ Việc làm và Lao động của Hàn Quốc đang nghiên cứu tăng số lượng ngành có thể tiếp nhận lao động nước ngoài. Cụ thể thì Hàn Quốc sẽ thí điểm cấp phép cho 4 ngành, đó là nhà hàng, khách sạn và căn hộ, lâm nghiệp cùng với khai thác mỏ. Trong đó thì chủ nhà hàng, khách sạn và căn hộ sẽ có thể nộp đơn xin phép tuyển dụng lao động nước ngoài bắt đầu từ tháng 4 tới. Người lao động nước ngoài cũng có thể được tuyển dụng làm người dọn dẹp hoặc là phụ bếp trong các nhà hàng, khách sạn và căn hộ ở 4 khu vực, đó là Seoul, Busan, đảo Jeju và tỉnh Gangwon. Đơn xin giấy phép lao động trong ngành lâm nghiệp và khai thác mỏ thì sẽ bắt đầu được chấp nhận vào tháng 7. Trí tuệ nhân tạo AI đang là từ khóa gây chú ý trên thị trường công nghệ toàn cầu. Những sản phẩm liên quan tới AI vì thế cũng được các tập đoàn chú trọng đầu tư và tuyển dụng những nhân sự trong lĩnh vực AI. Và hệ quả là những nhân sự không công nghệ, không có chuyên môn về AI đang đứng trước nguy cơ mất việc. Ngay đầu năm 2024 này, CEO của công ty Meta, Mark Zuckerberg, đã công bố một kế hoạch lớn để phát triển một chương trình AI thông minh như con người.
Đây là mục tiêu dài hạn của chúng tôi, xây dựng nền tảng AI, chia sẻ thông tin một cách rộng rãi và có trách nhiệm. Để tập trung tuyển dụng nhân sự mảng AI, nghĩa là một số bộ phận khác buộc phải nghỉ việc. Theo thống kê từ CNBC, trong vòng 4 năm qua, những từ khóa tuyển dụng liên quan tới Gen AI hay AI tạo sinh đã tăng vọt. Số lượng công việc liên quan tới AI mà nhà tuyển dụng đăng lên đã tăng gấp 5 lần, và số lượng nhân tài thành thạo về AI không đủ để đáp ứng. Theo số liệu của tháng 1 năm nay, đã có khoảng 25.000 nhân sự đang làm việc trong 98 công ty công nghệ tại Mỹ đã bị mất việc khi các công ty này dồn tiềm lực cho việc đào tạo và tìm kiếm nhân sự trong lĩnh vực AI. Các tập đoàn này sẽ tìm những vị trí trong tổ chức mà họ có thể lược bỏ bớt. Từ quản lý cho tới những kỹ sư giỏi nghề trước kia đều có thể bị thay thế bởi những người có kỹ năng về AI. Ở một góc nhìn khác, một số chuyên gia tuyển dụng cho rằng không thể nói rằng AI đang thay thế hoàn toàn nhân sự ngành công nghệ, vì các công cụ này vẫn chưa đủ tinh vi để thay thế người lao động. AI có thể thực hiện một số chức năng công việc nhất định nhưng vẫn cần có sự giám sát và đầu vào của con người. Các chuyên gia nói thêm, việc sa thải cũng có thể liên quan đến việc các công ty đang củng cố lực lượng lao động của họ sau khi tuyển dụng ồ ạt trong thời kỳ đại dịch. Nội các Nhật Bản đã thông qua dự luật xác định dữ liệu mật trong lĩnh vực kinh tế. Trên cơ sở này, Nhật Bản sẽ thiết lập hệ thống sàng lọc an ninh nhằm phân loại thông tin liên quan đến an ninh kinh tế, nhằm ngăn chặn dữ liệu quan trọng bị rò rỉ cho các đối tác nước ngoài. Trước đó, Nhật Bản đã thực hiện luật bảo vệ đối với những bí mật đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, tình báo và khủng bố. Theo dự luật mới được thông qua, chính phủ Nhật Bản có thể chỉ định một dữ liệu quan trọng là dữ liệu mật dựa trên những đánh giá về việc rò rỉ thông tin có thể gây ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Các thông tin được chính phủ Nhật Bản xem là dữ liệu mật chủ yếu liên quan đến công nghệ tiên tiến, cơ sở hạ tầng quan trọng, dữ liệu mạng và lỗ hổng trong chuỗi cung ứng. Đây là những dữ liệu cần được bảo vệ để đảm bảo an ninh kinh tế. Ban đầu những thông tin này sẽ được phân loại là thông tin mật với thời hạn là 5 năm. Nhưng nội các Nhật Bản có thể gia hạn thời hạn hiệu lực lên tới 30 năm. Dự luật cũng quy định hình phạt đối với việc để lộ thông tin mật, đó là phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền lên tới 33.000 đô la Mỹ. Các công ty tư nhân có thể phải đối mặt với án phạt nếu nhân viên phạm tội có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty này. Theo dự luật mới của Nhật Bản, việc tiếp cận các thông tin mật được giới hạn ở những người có đủ độ tin cậy, được chính phủ Nhật Bản cấp chứng nhận, bao gồm cả nhân viên của các công ty tư nhân. Những người muốn cấp chứng nhận này phải đồng thuận với sự điều tra của chính phủ về nhân thân, gia đình, công việc và các thông tin cá nhân khác. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam tại Nhật Bản. Trung Quốc vừa công bố kế hoạch 3 năm nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu của các công ty công nghiệp. Dữ liệu đã trở thành tài nguyên quan trọng trong cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia và nền kinh tế kỹ thuật số. Phóng viên Thái Bình, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin. Kế hoạch nêu rõ 11 nhiệm vụ nhằm cải thiện khả năng của quốc gia trong việc bảo vệ dữ liệu của các công ty công nghiệp, quản lý bảo mật dữ liệu và hỗ trợ ngành bảo mật dữ liệu. Mục tiêu đến cuối năm 2026, Trung Quốc sẽ thiết lập cơ bản hệ thống bảo vệ dữ liệu cho ngành công nghiệp và kiểm soát các rủi ro lớn. Chính phủ Trung Quốc đã giao cho Cục Dữ liệu Quốc gia một số chức năng rất quan trọng, bao gồm điều phối xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số, phát triển kinh tế số, thúc đẩy thị trường hóa và giá trị của các yếu tố dữ liệu. Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc đặt mục tiêu ngành dữ liệu mỗi năm tăng trưởng 20% từ năm 2026 và tăng gấp đôi số giao dịch dữ liệu so với hiện nay. Dữ liệu được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình tiến tới Trung Quốc kỹ thuật số. Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dữ liệu và thông tin trong nước, đặc biệt là về xuất khẩu, bằng các đạo luật an ninh mạng, an ninh dữ liệu, để bảo vệ dữ liệu quan trọng và dữ liệu lõi. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Tại Trung Quốc, sự kiện gọi vốn mới kỷ lục trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ khởi công vào công ty khởi nghiệp startup Moonshot AI của Alibaba mới đây lại tiếp tục thổi bùng làn sóng thu hút đầu tư mạnh vào AI tại Trung Quốc. Nhìn rộng ra thì vài năm gần đây thì Trung Quốc đã liên tục chiếm một nửa số công ty khởi nghiệp trên thế giới về trí tuệ nhân tạo, với số vốn huy động từ các doanh nghiệp startup mỗi năm lên tới là hàng chục tỷ đô la Mỹ. Phản ánh của phóng viên Thái Bình tại Trung Quốc. Moonshot AI, một trong những startup nổi tiếng nhất công nghệ AI tạo sinh tại Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ sánh vai cùng OpenAI và Google. Thương vụ đã đẩy giá trị của công ty non trẻ này lên gấp 8 lần.
khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tháng 10 năm ngoái, công ty khởi nghiệp này đã ra mắt chatbot thông minh Kim Chi Chat, được xây dựng trên mô hình ngôn ngữ lớn Moonsoft, có thể xử lý tới 200.000 ký tự tiếng Trung trong một cửa sổ ngữ cảnh, có thể trò chuyện với người dùng. Các startup AI khác của Trung Quốc cũng huy động được số vốn lớn như bãi Chuang, Trupu. Bất chấp những lo ngại về các lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở các doanh nghiệp Trung Quốc mua các sản phẩm chip hiện đại từ Nvidia, các doanh nghiệp Trung Quốc, các doanh nghiệp thương mại điện tử chạy đua để tạo ra các sản phẩm tương tự như ChatGPT của OpenAI. Mới đây, hãng điện thoại của Trung Quốc Honor giới thiệu chức năng AI theo dõi mắt thử nghiệm, cho phép người dùng mở cửa xe, di chuyển xe từ xa bằng cách nhìn vào màn hình điện thoại. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh hy vọng sự phấn khích xung quanh AI sẽ giúp thúc đẩy thị trường điện thoại thông minh vốn đang phát triển chậm chạp. Nhiều ngành khác như giao thông vận tải, y tế, chip, công nghiệp phần mềm, v.v. cũng kỳ vọng vào sự cạnh tranh mạnh mẽ của Mỹ và Trung Quốc cùng nhiều nước khác sẽ tạo nên nhiều động lực mới cho tăng trưởng nền kinh tế thế giới. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc hôm nay đã hủy bỏ toàn bộ các biện pháp quản lý nhu cầu đối với bất động sản nhà ở và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Cụ thể, chính quyền bỏ yêu cầu đóng các loại thuế trước bạ đặc biệt, thuế trước bạ của người mua và thuế trước bạ nhà ở mới trong các giao dịch bất động sản nhà ở bắt đầu từ hôm nay. Cơ quan phụ trách tài chính đặc khu khẳng định bối cảnh kinh tế và thị trường hiện nay cho thấy các biện pháp trên không còn cần thiết. Chính quyền đặc khu sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thị trường bất động sản nhà ở. Với chính sách mới, nền kinh tế đặc khu Hồng Kông được dự báo sẽ tăng trưởng 2,5-3,5% trong năm nay. Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số liệu do cơ quan thống kê Hàn Quốc đã cho thấy tỷ lệ sinh ở nước này đã giảm xuống còn 0,72 con đối với một phụ nữ vào năm ngoái. Như vậy thì con số này đã giảm gần 8% so với năm trước đó và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ sinh 2,1 trẻ em cần thiết để duy trì dân số hiện tại là 51 triệu người. Các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh thấp, là do chi phí nuôi dạy con cái và giá bất động sản cao, cũng như xã hội cạnh tranh khốc liệt. Thêm vào đó thì gánh nặng kép đè lên vai các bà mẹ đang đi làm khi vừa phải chăm sóc con cái và vẫn phải duy trì sự nghiệp của mình. Blue Zone có nghĩa là vùng xanh, một tên gọi mới, để chỉ những vùng đất có môi trường trong lành, thiên nhiên tươi đẹp và dân cư sống trường thọ. Làng Ogimi ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản là một trong 5 vùng xanh trên thế giới. Người dân ở đây có tuổi thọ trung bình là trên 86 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình trên thế giới là 72 tuổi. Vì vậy, làng Ogimi thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học và du khách quốc tế. Làng Ogimi nằm ở vùng nông thôn phía bắc của đảo chính ở tỉnh Okinawa. Trong số khoảng 3.000 người dân ở làng Ogimi hiện nay có 17 người sống trăm tuổi, hơn 170 người ở độ tuổi 90. Võ sư Chinen Kenyu năm nay 86 tuổi. Ở tuổi này, ông vẫn được coi là thanh niên trong làng. Ông bắt đầu học võ karate từ năm 14 tuổi. Đến nay, mặc dù bận rộn với việc điều hành hàng chục cơ sở dạy karate tại Nhật Bản, Canada và các nước châu Âu, nhưng ông vẫn duy trì thói quen suốt 60 năm qua là luyện võ hàng ngày. Chúng ta là con người, bằng da bằng thịt, nên việc đổ bệnh và chết đi là điều đương nhiên. Nhưng khi tập karate, thì tâm trí của tôi luôn kiên định rằng mình không thua. Tập môn võ này giúp tôi suy nghĩ tích cực, là luôn luôn nhìn về phía trước. Người dân trong làng Ogimi luôn tìm cách thích hợp để vận động mỗi ngày. Bàn tay thoăn thoắt dọn cỏ cắt rau trong khoảnh vườn nhà khiến những người lần đầu gặp mặt không nghĩ là cụ bà Miyagi Hana đã gần trăm tuổi. Công việc nhà nông hàng chục năm qua giúp cụ nuôi lớn 10 người con thì đến nay cụ chỉ làm như một thói quen khó bỏ, như là một cách để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Bố mẹ tôi mất sớm nên tôi phải đi làm nông từ nhỏ để nuôi sống bản thân. Sau khi lấy chồng, tôi có 5 con gái và 5 con trai. Bây giờ tôi có nhiều con, cháu và chất ở xung quanh là thấy hạnh phúc rồi. Giáo sư Arakawa đã nghiên cứu về lối sống của người dân Okinawa từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ông cho biết việc sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau là một trong những lý do giúp người dân làng Ogimi có một tuổi thọ khỏe mạnh và hạnh phúc. Ở Okinawa, người dân luôn sống lạc quan.
Điều quan trọng là người dân đặt ra mục tiêu sống rằng mình cần gì và mình sống có ý nghĩa gì trong cuộc đời, chứ không phải là sống bao lâu. Có lẽ vì thế mà họ sống lâu và chất lượng. Theo báo cáo năm 2022 của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Okinawa là vùng đất có chỉ số hạnh phúc cao nhất của Nhật Bản. Tỷ lệ mắc bệnh tim, đột quỵ và ung thư ở cư dân làng Okimi là thấp nhất thế giới. Giá gạo toàn cầu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 16 năm sau khi Ấn Độ, nhà cung cấp hàng đầu thế giới, hạn chế xuất khẩu vào năm ngoái. Hiện tượng El Nino làm giảm lượng mưa trên phần lớn châu Á trong năm ngoái, ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng và gây ra áp lực lạm phát lương thực đối với người dân ở nhiều quốc gia. Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư thế giới, đang phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo nguồn cung gạo và ổn định giá cả trên toàn quốc. Hàng dài người đang xếp hàng chờ mua gạo tại thành phố Bekasi, Indonesia. Mỗi cân gạo tại khu chợ này được bán với giá 10.600 rupiah, tương đương 16.600 đồng, rẻ hơn khoảng 25% so với giá bán ngoài thị trường. Đây là một trong những hàng trăm điểm phân phối đã được chính phủ Indonesia thành lập để bán gạo trợ giá cho người dân, sau khi đợt hạn hán nghiêm trọng vào năm ngoái đã làm giảm sản lượng và khiến giá gạo tăng vọt khắp Indonesia. Sẽ rất khó khăn đối với gia đình chúng tôi nếu giá gạo cứ tăng cao, trong khi chúng tôi phải chi trả các hóa đơn khác và phải trang trải chi phí học tập cho con cái. Một ngày gia đình chị ăn hết bao nhiêu gạo? Chúng tôi thường ăn ít nhất 1,5 cân gạo mỗi ngày. Hơn 700 điểm phân phối gạo trợ giá đã được thành lập trong 2 tháng đầu năm nay và bán ra hơn 300.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia. Sau khi có các báo cáo về tình trạng khan hiếm gạo chất lượng cao tại các cửa hàng bán lẻ, chính phủ Indonesia cho biết sẽ tiếp tục chương trình này cho đến tháng 3 tới. Những điểm phân phối này được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh giá gạo tăng cao và khá khan hiếm, đặc biệt là ở những khu vực như địa phương chúng tôi. Chúng tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ từ chính phủ, từ cơ quan hậu cần nhà nước dành cho người dân. Gạo là lương thực chủ yếu của hầu hết trong số 280 triệu người dân Indonesia. Sau khi nhập khẩu khối lượng gạo kỷ lục vào năm ngoái, Indonesia vừa quyết định tăng hạn ngạch nhập khẩu gạo năm nay thêm 1,6 triệu tấn. Báo cáo toàn cầu năm 2023 về khủng hoảng lương thực xác định biến đổi khí hậu cùng với xung đột là hai nguyên nhân chính gây mất an ninh lương thực. Các bằng chứng khoa học rõ ràng và định hướng chính sách chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Với tình trạng khí hậu cực đoan ngày càng trở nên thường xuyên và khốc liệt hơn, sinh kế của những người dân sống phụ thuộc vào nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên rất dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Các chuyên gia khẳng định tầm quan trọng của sinh kế bền vững trong việc giảm thiểu rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu. Hiện có 258 triệu người ở 58 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết phải giải quyết các thách thức đan xen để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Sự hỗn loạn về khí hậu đang làm suy yếu hoạt động sản xuất lương thực trên toàn thế giới. Lũ lụt và hạn hán phá hủy mùa màng, biến đổi môi trường đại dương, làm gián đoạn hoạt động bắt cá, nước biển dâng, làm suy thoái đất và nước ngọt. Thời tiết thay đổi hủy hoại mùa màng và gây ra sâu bệnh. Chúng ta cần sản xuất nhiều hơn với ít tài nguyên hơn. Chúng ta cần suy nghĩ đổi mới, định hướng hành động và nhắm tới kết quả để thực hiện những thay đổi cần thiết, đẩy nhanh các lộ trình quốc gia và toàn cầu hướng tới đạt được các hệ thống nông sản thực phẩm hiệu quả hơn, toàn diện hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn. Sự đổi mới có muôn hình vạn trạng, đó không nhất thiết phải là công nghệ tối tân. Đó có thể là máy bay không người lái để theo dõi sức khỏe cây trồng, hoặc nắp chai để đo vi lượng phân bón giúp tăng năng suất. Đó có thể là các sản phẩm tài chính mới như trái phiếu mục tiêu phát triển bền vững hay dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số. Đó cũng có thể là việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời cho hệ thống tưới tiêu. Trong thế giới đang phát triển nhanh chóng ngày nay, khoa học và đổi mới đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có tình trạng mất an ninh lương thực do biến đổi khí hậu. Tại châu Phi, nhiều quốc gia đang áp dụng khoa học dữ liệu để ứng phó tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp. Chị Đốt Mông Desiré là một chuyên gia thống kê 27 tuổi đến từ Côte d'Ivoire. Chị là một trong nhiều sinh viên đến từ khắp châu Phi đã nhận được học bổng thạc sĩ thống kê nông nghiệp của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc.
để thu hẹp khoảng cách về dữ liệu nông nghiệp tại lục địa này và góp phần giải quyết các vấn đề an ninh lương thực. Mục tiêu của chị là giúp người nông dân tăng năng suất cây trồng và áp dụng các biện pháp sản xuất nông nghiệp bền vững. Tôi tin rằng thao tác dữ liệu có lợi cho tất cả những người nông dân và tất cả những người tham gia vào lĩnh vực nông học, bởi nó có thể cho phép chúng ta đưa ra dự báo về sản lượng đạt được và thậm chí cả việc nên gieo trồng các loại cây nào. Học bổng được cung cấp bởi chiến lược toàn cầu nhằm cải thiện thống kê nông nghiệp và nông thôn, tập trung vào việc tăng cường năng lực của các quốc gia trong việc thực hiện khảo sát nông nghiệp và bổ sung cho việc thu thập dữ liệu hiện có trên lục địa châu Phi. Kể từ năm 2012, FAO tự hào là nhà tổ chức của chiến lược toàn cầu nhằm cải thiện thống kê nông nghiệp và nông thôn, nhằm giải quyết sự suy giảm trong hệ thống thống kê nông nghiệp ở nhiều nước đang phát triển. Vai trò của các chuyên gia thống kê là rất cần thiết trong việc thu thập và phân tích dữ liệu quan trọng để hiểu các thách thức về an ninh lương thực. Nếu không có thông tin cần thiết, các nhà hoạch định chính sách sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Với những kỹ năng đạt được trong quá trình đào tạo, các học viên sẽ trở về nước và góp phần củng cố ngành thống kê nông nghiệp của quê hương mình, từ đó thúc đẩy an ninh lương thực. Thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp và hệ thống an ninh lương thực đòi hỏi các khoản đầu tư, chính sách và thể chế phù hợp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo các tổ chức môi trường, thì các quốc gia cần nâng cao nhận thức về vấn đề khí hậu. Bên cạnh đó, cần phải đảm bảo và duy trì an ninh lương thực, dinh dưỡng cho mọi đối tượng. Campuchia được coi là một trong những địa bàn trung chuyển ma túy lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Và trước diễn biến phức tạp của tình trạng tội phạm ma túy, thì chính phủ Campuchia đang triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm đẩy lùi vấn nạn xã hội này. Thông tin cụ thể từ phóng viên Duy Hưng, thường trú tại Campuchia. Trong 7 năm gần đây, lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá hơn 55.000 vụ án ma túy, bắt giữ hơn 120.000 đối tượng, thu giữ gần 28 tấn ma túy và hơn 520 tấn tiền chất ma túy. Tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống ma túy năm 2023 và phổ biến chiến dịch phòng chống ma túy lần thứ 9, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh chính phủ Campuchia quyết tâm ngăn chặn hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy một cách mạnh mẽ nhất. Có đến 4 phó thủ tướng tham gia vào ban chỉ đạo công tác phòng chống ma túy trong nhiệm kỳ này, cho thấy chính phủ rất quan tâm trong việc triển khai nhiệm vụ đặc biệt đó. Tôi cũng đã chỉ đạo phải kiên quyết sa thải tất cả các cán bộ nhà nước, lực lượng vũ trang có dính líu đến ma túy. Sự quyết tâm của chính phủ Campuchia nhiệm kỳ mới bước đầu đã có hiệu quả. Năm 2023, Campuchia đã triệt phá hơn 7.000 vụ án ma túy, tăng khoảng 10%, trong khi lượng ma túy thu được chỉ gần 3 tấn, thấp hơn khoảng 80% so với năm 2022. Với việc triển khai chiến dịch phòng chống ma túy lần thứ 9, chính phủ quyết tâm không để số người nghiện ma túy tăng lên. Hiện nay, số người nghiện ma túy tại Campuchia giảm còn từ 20.000 đến 21.000, có khi chỉ còn dưới 20.000. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương Campuchia được yêu cầu nắm sát tình hình, chủ động phát hiện, trấn áp tận gốc rễ các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu quyết tâm đưa Campuchia trở thành quốc gia không ma túy vì hạnh phúc của người dân và sự thịnh vượng của đất nước. Duy Hưng, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Campuchia. Hàng năm cứ mỗi dịp đầu xuân, lễ hội ánh sáng với màn thả đèn trời ngoạn mục được biết đến là một trong những sự kiện hút khách du lịch tại Đài Loan Trung Quốc. Thế nhưng sau khi lễ hội kết thúc, những chiếc đèn lồng đã qua sử dụng lại rơi xuống đất, rải rác khắp vùng nông thôn xung quanh quận Bình Khê. Để khắc phục tình trạng này, một nhóm tình nguyện viên đang dẫn dắt các em học sinh đi khắp vùng nông thôn để thu gom xác đèn lồng và mang chúng đi tiêu hủy một cách an toàn. Nhóm tình nguyện viên hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo về cách bảo vệ môi trường. Chính quyền thành phố Tân Bắc, nơi tổ chức lễ hội ánh sáng, đã thu gom được hơn 160 kg và khoảng 21 túi rác trong 2 tuần diễn ra lễ hội năm nay. Hơn 15 phương tiện xuất hiện trong series phim nổi tiếng về điệp viên 007 James Bond sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Điệp viên Quốc tế ở Washington, Mỹ. Triển lãm về những chiếc xe gắn liền với điệp viên 007 sẽ được mở cửa cho công chúng đến tham quan vào ngày 1 tháng 3 tới. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc ô tô, thuyền và các phương tiện khác xuất hiện trong các bộ phim về James Bond. Chúng là những trợ thủ đắc lực giúp Bond vượt qua các cuộc phiêu lưu và nhiều lần tạo ra những khoảnh khắc để lại dấu ấn khó phai mờ trong văn hóa đại chúng.